Em xin chào quý vị đang theo dõi kênh của bên chỗ Nguồn Vũ Audio. Đấy, được rất là nhiều các bác hỏi đây. Cái con đờ lông dòng mini. Đấy, để về các bác có thể là làm loa nghe nhạc cắt trên công suất nhá. Với công suất là 100W và trở kháng là 6 ohm. Đấy, cặp này thì nhà em hôm nay về được cái cặp này thì hình thức đây. Đấy, các bác nhìn qua một chút. Đấy, chỗ này thì do quá trình di chuyển hơi bị một tí thì các bác về có thể là chấm tí keo vào đây, bóp vào chấm một tí vào. Đây là xong. Đấy. Về cơ bản thì em thấy con này hàng về nó là tuyệt vời. Đấy. Chứ còn hàng cũ hàng bãi thì là nhiều lúc nó cũng không thể tránh khỏi được cái chuyện là nó hơi sức nhẹ một tí các bác nhá. Hàng bãi mà. Đấy. Con này thì về kích thước của nó thì nó dao động khoảng là đây rộng khoảng 15 cái chiều hậu này, cao này, cái phần hậu này. Nó gần tương đương nhau nhá. Đấy, đây là cái chất bass của nó, nghe nó rất là ấm và nó chắc tiếng lắm. Những con như thế này mà các bác mà có công suất ở nhà rồi thì ghép vào đúng là nghe và nó sướng cuộc đời luôn. Đấy. Con này thì màng là màng polymer nhá, vậy màng kiểu màng polymer. Đấy, cái dòng gân này là gân cao su. Đấy. Dòng gân rất là dày. Đấy. Và hình thức đây, em sẽ quay hết các góc cạnh cho các bác thấy luôn. Đấy. Đấy thì bác nào chốt thì để em test luôn nhá. Test cho các bác đảm bảo là bát test từng trước nó hoạt động ok. Sau đấy bên em mới đóng hàng, gửi hàng cho các bác nhá, chứ không phải là cứ quay lên hàng nghe xong rồi gửi cho các bác được luôn đâu nhá. Nên là các bác yên tâm, nhà em bán hàng online nhưng mà cả chục năm nay rồi nhá. Nên là nhiều bác ở tận Cà Mau nhà em vẫn ship bình thường. Đấy. Nhiều bác còn điện cho em hỏi em ơi có ship vào thì ship vào các tỉnh gần đây cơ, Hải Dương các thứ không? Bảo ui nhà em Cà Mau các bác còn đặt hàng mầm. Đấy. Các tỉnh phía Bắc các bác đặt hàng nhiều lắm. Nên là cả Cà Mau các thứ này, đấy, miền trong, miền Tây các thứ các bác đặt rất là nhiều. Đấy. Còn những bác còn đặt hàng mấy lần cơ, tại vì là kiểu bạn bè đến chơi thấy hay thế là ngồi nói chuyện câu trò, thế là thấy bộ dàn đẹp đẹp thì nó lại lấy mất đấy, thế là người ta mua lại, thế là các bác lại phải alo cho em bên em ấy xong lại lấy bộ nữa đấy, nên là mấy cái chuyện hàng hóa mà gửi đi tỉnh cái thứ thì rất là bình thường thôi nhá. Đấy, còn việc bác nào mà có xe quen, nhà em thì ở gần bến xe Mỹ Đình, thế bác nào mà có xe quen ấy, thì alo cho em nhá, em sẽ gửi xe quen thì về nó nhận được nhanh hơn, còn thông thường thì nhà em sẽ gửi qua bưu cục cho các bác nhé, bưu cục Viettel đấy để các bác nhận hàng. Đấy thì cái cặp này thì con này là bass 12 nhá. Giá của nó là rồi, cặp này thì mình để nhanh cho các bác giá là 9.9 nhá. Đấy, giá nhanh cho các bác một cặp 9.9. Thông thường những cặp này giá của nó toàn khoảng 1 triệu và 2 triệu mốt. Thế thôi, cặp này em xả cho các bác còn 9.9 nhá. Cho các bác gọi là có cơ hội trải nghiệm cái dòng loa Nhật bãi. Đấy thì mọi thông tin chi tiết thì các bác cứ liên hệ trực tiếp qua số điện thoại là 0966 594 581 hoặc số điện thoại 0979 891 682 nhá. Đấy thì một trong hai số thì các bác có thể liên hệ trực tiếp cho em để đặt hàng. Dạ vâng, em xin chào quý vị và hẹn gặp quý vị tại video tiếp theo em nhá.